chào anh. Thuốc anh nhắn anh mua. Anh ốm đấy à? Không. Tối qua anh đi nhậu à? Vẫn còn ngửi cái mùi hồng xiêm đây này. Thì sáng anh đã ăn uống gì chưa để em mua? Thế tài liệu cho buổi họp xong chưa? Chị anh chuẩn bị xong rồi, mọi người đang đợi ở phòng họp ạ. Ok, sáng trước đi. Ly thân cũng nửa năm rồi, bây giờ ly hôn luôn đi. Tôi chán ngấy cái cảnh vợ chồng hờ này lắm rồi. Tôi chán cả cái cách lúc nào cũng phải cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt bố mẹ. Tôi thực sự chán cả cái việc lúc nào mẹ anh cũng chê trách tôi là một đứa con dâu không ra gì. Mẹ tỉnh rồi ạ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói là mẹ chỉ bị choáng nhẹ một chút thôi, nên là nghỉ ngơi ở đây nốt đêm nay hay là về nhà được rồi ạ. Con à, có pha nước cam cho mẹ nhé. Hân, những gì lúc nãy mẹ nghe được chỉ là bọn con tranh luận với nhau một chút thôi ạ, không có vấn đề gì đâu ạ. Hân à, những điều mẹ mong mỏi khi con đi lấy chồng là con được vui vẻ hạnh phúc bên người con yêu. Chứ mẹ không muốn con giả vờ hạnh phúc để che mắt mẹ. Nếu như các con không còn yêu thương nhau nữa ấy, thì đừng cố. Con đừng tự đầy đọa bản thân mình như thế. Con như vậy mẹ không cam lòng đâu. Hân, con hãy về nhà với mẹ đi. Về nhà mình đi. Con xin lỗi mẹ. Không sao rồi, về với mẹ là được rồi.
Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mì trứng phải cho thêm tí hành nó mới thơm. Biết rồi. Đi rồi. Lấy mũ đi rồi. Soi gương sáng ông ấy không đánh răng rửa mặt đấy. Đi, muộn giờ học của bọn em rồi. Mất thời gian thế nhở? Thời gian ngồi làm cái gì không biết. Thơm đấy. Đương nhiên. Bước ra đây đi. Kìa, ông gọi mày đấy. Ông gọi mày. Ông nhìn thấy mày ngó, ông gọi mày đấy, ra đi. Cả hai thằng cùng ra. Điên, ra đi. Anh ạ. Hôm nay được nghỉ học à? Không ạ, tí bọn em đi. Anh chuẩn bị đi làm rồi anh. Anh đi cẩn thận nhá. Bọn em nên đi học đấy ạ. Vâng. Một triệu tao đâu? Muốn khất thì phải có mồm. Đừng có im ỉm trốn trong đấy. Tại bọn em chưa đủ nên bọn em chưa gửi anh ấy chứ. Ai đi gửi tiền nợ thiếu bao giờ, đúng không? Em gửi anh 627.000. Là em còn nợ của anh là 373.000. Nợ thì phải trả thôi, còn kiếm ở đâu là việc của chúng mày. Đừng có khóc. Cái này là cho tự mua rau mua trứng hai thằng nấu mà ăn với nhau. Em xin. Đàn ông đàn ang sức dài vai rộng, vay hết chỗ nọ chỗ kia. Chúng mày không ngại à? Có. Thế còn mày bao giờ thi xong? Học tiếp được không? Có à, em sang tuần là xong rồi. Mà anh yên tâm, em vẫn xem mấy idol dậy xong trên top top mà. Thế à? Vâng. Tốt. Ôi kìa. Thế thì chịu khó học online nhá. Ôi kìa, sang tuần em lên. Anh! Này, sao mà ông ấy tốt với mình thế nhỉ? Chắc kiếp trước ấy, tao phải là bố của ông ấy. Kiếp này ông ấy mới tốt với tao như thế. Tối về mà bảo với ông ý thế nhá. Tối về tao bảo ông ấy như thế. Chắc chắn là không có hả em? Đúng rồi, cái phòng tầng 4 anh vừa trả phòng sáng nay đấy. Kỹ hộ anh chưa? Ừ, rồi, anh cảm ơn. Ờ Quân à, này, người ta bảo này, cái chỗ nhà hàng mà mình ăn hôm qua ấy, ừ mày gọi cho bên nhà hàng kiểm tra hộ tao xem tao có để rơi đồ gì không nhá. Ừ, quan trọng, ừ gọi luôn đi, có gì báo tao. Ok. Về giờ. Thật sự lúc ở viện nhìn thấy mẹ như thế, anh thấy có lỗi quá. Anh nghĩ là cả hai đứa mình đều đang mất bình tĩnh nên để mọi chuyện đi quá xa. Anh nghĩ là bây giờ Hân nghe anh nói đã. Hân. Ok rồi. Đi hôn đi. Đây không phải bốc đồng hay là mất bình tĩnh. Nhưng mà em không thể nghe anh giải thích được. Tôi không muốn chịu đựng cuộc bây sống này. Bây giờ mình phải nói chuyện với nhau. Em phải nghe. Tôi không muốn mình phải hết vào mặt nhau đâu.
Chị Hân cứ như thế này, bảo sao mà anh Đức Anh mệt mỏi với cả chán nản. Và trên góc độ là bạn của anh Đức Anh, em thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy anh ấy bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc. Đừng có trốn tránh nữa đồ hèn. Đuối lý, không giải thích anh được đúng không? Anh chẳng việc gì anh phải trốn tránh cả. Anh không làm gì sai phải trốn tránh. Thế tại sao không đối mặt đi? Vì em không chịu nghe. Em phủ nhận tất cả gì anh muốn nói ra. Bây giờ anh nói em có tin không? Anh bảo là anh làm vào đây với nó. Làm sao mà tôi tin được cái kẻ dối trá nhỉ anh? Này em hơi quá lời rồi đấy. Bây giờ em có thực sự là em muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau không? Việc bình tĩnh nói chuyện với nhau. Việc gì tôi phải đàng hoàng với các loại người như anh?
Mẹ ơi, từ từ thôi, để con đỡ đã. Cứ kệ mẹ, mẹ không sao mà. Ơ chị Hoa, hai mẹ con đi đâu về thế? Chào cô ạ. Dạ, cháu nó đưa tôi đi khám định kỳ chị ạ. Nhất chị đấy, thế con giấy quý đâu rồi, sao không đưa hai mẹ con đi mà lại phải đi bằng taxi thế? À, cháu nó hôm nay bận chị ạ. Thế thôi tôi xin phép nhá, để lúc khác tôi nói chuyện. Vâng, chào cô. Dạ. Mẹ ăn gì con đi mua ạ? Mẹ không khiến, để mẹ đi nấu cơm bây giờ. Giờ con lên phòng ngủ một lát đi. Chắc là cả đêm không ngủ đúng không? Đây này, mặt mũi móp mép hết cả rồi. Đâu ạ? Con ngủ ấy chứ. Mẹ sinh con ra, mẹ lại không hiểu con của mẹ nữa. Có, con có mất ngủ tí. Mà không sao, mẹ yên tâm nhá. Giờ con định thế nào? Con ký vào đơn ly hôn rồi mẹ. Mẹ, con có làm mẹ thất vọng không ạ? Mẹ chỉ thất vọng khi thấy con gái của mẹ phải sống một cuộc sống đầy bất hạnh thôi. Con có việc, con qua spa một lúc đi ạ. Thế đi nhanh rồi về ăn cơm với mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Sure.